Xin chào mọi người nhé, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu giường nệm thú mèo xám bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là mẫu giường nệm thú nôi bên mình các bạn ạ. Nôi là các bạn có ba cái tường xung quanh này có khóa táo cho tập được nhé. Dáng của nó là đầu bông thân mút đó mọi người. Đây, dáng đầu bông thân mút nhé mọi người. Đầu bông của nó sẽ dày tầm 15 đến 20 cm. Còn thân mút của nó là mút cao su nhé mọi người, dày 5 cm. Các bạn có thể mua mẫu nệm không hoặc là mua thêm bộ hú này cả bộ như hình như mình đang quay nhé mọi người. Đây. Hàng này thì phù hợp với lại một người lớn và một trẻ con nằm nhá. Người lớn như mình nằm rất chỉ là êm này, nằm chỉ muốn ngủ luôn thôi mọi người ạ. Đấy, trẻ con nằm bên cạnh này được nhá. Bây giờ đến gần đây mình sẽ giới thiệu chi tiết, hạ tiết từng sản phẩm cho các bạn xem nhé. Đây này, các bạn nhìn những hạ tiết ở gối này, hạ tiết ở gối này và hạ tiết ở mặt này. Đây là tất cả các đường nét đều được cắt may tỉ mỉ nhá mọi người. Đây cái đầu của nó này mọi người, đầu bông này, được trang trí cách tiệm này các bạn này, có khóa nhá, có từng nút khóa các bạn tháo ra dặn được rất chi là tiện nhá. Đó. Đây, dạng nhung tuyết này, rất chi là êm nhá, ngồi thích. Hàng này thì mình có sẵn hơn 50 mẫu cơ, thì tùy vào nhu cầu của các bạn có thể chọn mẫu cho phù hợp nhá. Mình chỉ quay tặng cho các bạn mẫu mèo này thôi để các bạn tham khảo mẫu mã bên mình nhá. Thôi mình quay một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.